Chào mừng các bạn đến với kênh audio Chuyện Đông Hua. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đại thiên thế giới tiền truyện, Bất Hủ và Tà Thần phần 1. Trận chiến song thần giữa Nguyên Tôn và Thánh Thần đã trôi qua hàng trăm năm. Kỷ nguyên thống trị của Thánh tộc đã lùi xa vào dĩ vãng. Vị thần mạnh nhất thiên nguyên giới, Nguyên Tôn Chu Nguyên, đã rút lấy thần cốt, tự toái thần thể, bật vô âm tín, mất đi đệ nhất tự liệt thần chi lực. Tuy nhiên, thần cốt hóa thành vô số điểm sáng, giải rác khắp thiên nguyên giới, thì triển thần pháp gieo mầm thần cốt cho toàn cõi. Ngày này được khắc ghi vĩnh viễn trong lịch sử thiên nguyên giới. Kể từ đó, thiên nguyên giới bước vào kỷ nguyên mới, được gọi là thần nguyên kỷ. Đồng thời, lục tôn chi thần đã ra đời trong thế giới này. Vũ thần, Vũ Giao, Thôn Thức chi thần, Triệu Mục thần, Tử Tiêu nữ thần, Tô Ấu Vi, Kiếm thần, Lý Thuần Quân, Thanh thần, Sở Thanh, Tổ Thao chi thần, Thôn Thôn. Thiên nguyên giới ngày nay đã trở thành thần nguyên kỷ thế giới. Với sự ra đời của lục tôn chi thần, thiên nguyên giới đã trở lại thời kỳ đỉnh cao, thậm chí còn cường thịnh hơn cả thời kỳ đỉnh cao. Các đại chư thiên, khí vận như hồng. Hai trong số lục tôn chi thần, Vũ thần Vũ Giao và Tử Tiêu nữ thần, Tô Ấu Vi, để trở nên cường đại hơn, đã lựa chọn rời khỏi thiên nguyên giới, đến đệ nhất thế giới đẳng cấp cao hơn, giới ngoại chi trụ. Sau đó, Nguyên Tôn Chu Nguyên và ái thê yêu Yêu Đa mang thai cũng cùng nhau rời khỏi thiên nguyên giới, bởi vì muốn trở nên cường đại hơn, họ đều buộc phải rời khỏi thiên nguyên giới. Dần dần họ nhận ra, nếu như tiếp tục tu luyện trong thiên nguyên giới, tài nguyên nơi đây đã không thể giúp họ nâng cao thực lực thêm nữa. Do đó, họ buộc phải rời khỏi thế giới này, tiến đến đại trụ bao gồm cửu giới. Các thế giới trong đại trụ được chia thành 3 đẳng cấp: đại thiên thế giới, nơi Viêm Đế, Võ Tổ và Mục Chủ sinh sống là đệ tam thế giới. Thiên nguyên giới là đẳng cấp đệ nhị thế giới, nhưng sau khi bước vào thần nguyên kỷ, nó đã trở thành đại giới mạnh nhất trong số các đệ nhị thế giới. Họ rời khỏi thiên nguyên giới và phi thăng vị diện đệ nhất thế giới, nơi được mệnh danh là thần giới, thế giới vị diện đỉnh cao nhất trong đại trụ. Đây là thế giới vị diện, nơi các vị thần tụ hội, mỗi vị đều là những tồn tại thần thánh siêu việt hơn cả chúa tể. Đối với những cường giả đỉnh cao, những chúa tể mạnh nhất trong đệ nhị thế giới, đệ tam thế giới, đệ nhất thế giới, thần giới, chính là con đường thành thần mà họ theo đuổi, một lĩnh vực thần bí chưa ai biết đến. Đại trụ, một không gian tối tăm nào đó trong trụ hải. Lúc này, vô số phương chu đen kịt dữ tợn lướt qua, trên phương chu dẫn đầu, một nam tử áo trắng đứng khoanh tay nhìn dòng chảy ánh sáng, uy thế khó tả, tỏa ra từ vị trí cao nhất của phương chu. Bỗng nhiên, nam tử áo trắng nhàn nhạt lên tiếng, hiện tại, thánh tộc của chúng ta hẳn đã cường đại hơn nhiều so với lúc rời khỏi thiên nguyên giới, phải không? Từ trong bóng tối phía sau vang lên tiếng đáp lời, bẩm thánh thần, dưới sự dẫn dắt của ngài, thánh tộc của chúng ta đã sớm hơn xưa. Nam tử áo trắng trước mặt chính là chứng thần mà thánh thần năm xưa để lại, rõ ràng, vị thánh thần đời thứ hai này đã ra đời và trưởng thành. Nam tử áo trắng khẽ gật đầu, hỏi, trước đây, đã phát hiện ra sự tồn tại của một đại thế giới sao? Vâng, và dường như đại thế giới đó chưa có thủ hộ giả ra đời. Thánh thần chi tử mỉm cười, sau khi chiếm cứ đại thế giới được phát hiện lần này, chúng ta sẽ biến nó thành đại bản doanh của thánh tộc, sau đó tìm kiếm cơ hội tốt nhất để quay trở lại thiên nguyên giới. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị động thủ đại thế giới này. Tuân lệnh, một thân ảnh trong bóng tối dần dần lui đi. Thánh thần chi tử cũng nhắm mắt lại, mà khi mở mắt ra lần nữa, sau khi cảm nhận có động tĩnh, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Thánh thần, đại quân thánh tộc của chúng ta đã đến bên ngoài đại thế giới này. Chúng ta đã giao thủ với thổ dân trong đại thế giới này, thực lực của họ dường như không yếu. Ha ha, tốt xấu gì cũng là một đại thế giới, được tình tự nhiên là có. Thánh thần chi tử cũng không cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, trong lúc chiến đấu với chúng ta, những thổ dân này đã gọi chúng ta bằng một cái tên khác, gọi là tà tộc ngoại vực. Nụ cười tà mị nở trên môi thánh thần chi tử, lẩm bẩm, tà tộc ngoại vực ư, cái tên này cũng khá phù hợp. Quá khứ đã qua, không có gì để luyến lưu, cái tên thánh tộc đã là quá khứ. Thôi vậy, từ nay về sau, chúng ta là tà tộc ngoại vực. Còn ta sẽ được gọi là Thiên Tà Thần. Lời nói này vừa dứt, những thân ảnh xung quanh cũng khẽ run lên, khí thế này không thua kém thánh thần năm xưa, thực lực của thánh thần chi tử dường như còn mạnh hơn cả thánh thần. Rất tốt, nếu thánh thần đã đổi tên thành Thiên Tà Thần, vậy chúng ta sẽ đổi tên thành Thánh Thiên Ma Đế. Thái Mi Cổ Thánh cũng mỉm cười nói, chúng ta sẽ đổi tên thành Ám Thiên Ma Đế, Tâm Thiên Ma Đế, Linh Thiên Ma Đế. Chúng ta cũng đổi tên thành Dị Ma Tộc, còn ta là Dị Ma Hoàng. Thanh âm vang lên từ những thân ảnh, dường như họ đều sở hữu thực lực vô cùng cường đại, không biết đại thế giới này sẽ phải đối mặt với diệt thế chi ta như thế nào, liệu có thể hóa giải được hạo kiếp này hay không. Ha ha, xâm lấn thế giới khác quả là thú vị. Thiên Tà Thần cười lớn, hai con người đỏ rực như đang háo hức chờ đợi điều gì đó. Bẩm Thiên Tà Thần, vừa mới nhận được tin tức thiên nhân giới cùng vị diện đệ nhị thế giới với chúng ta dường như cũng đã phát động xâm lược các đại thế giới khác. Lúc này, một vị ma đế cung kính nói, xâm lược là đến từ chủng tộc nào?
Thiên Tà thần nghi hoặc hỏi, có lẽ là thiên nhân tộc, một trong 10 đại chủng tộc của thiên nhân giới. Thiên nhân tộc sao? Ha ha, thật thú vị. Tại sao họ cũng xâm lược thế giới khác? Chẳng lẽ họ cũng bị những cường giả chính nghĩa trong thiên nhân giới đánh bại sao? Lúc này, một vị ma đế khác trong đám người nghi hoặc vấn đạo. Thiên Tà thần trầm mặc một lúc, rồi nói, có lẽ không phải, trong ký ức của ta, dường như có người đã xúi giục họ làm điều này, thậm chí, ngay cả hiện tại cũng nằm trong kế hoạch của người đó. Một số ma đế nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cái gì? Ý của Thiên Tà thần là, có ai đó đang đứng sau thúc đẩy mọi chuyện. Ngay cả Thánh Thiên Ma Đế và Ám Thiên Ma Đế cũng không dám tin. Là những vị tiên thiên thần linh của thiên nguyên giới, họ tự nhiên có năng lực vượt xa nhân loại, có thể tự thay đổi vận mệnh chính họ. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, vận mệnh của các vị tiên thiên thần linh này dường như đã bị người khác nắm giữ, thậm chí tình cảnh hiện tại của họ chắc chắn liên quan đến kẻ chủ mưu cho kế hoạch này. Còn người này là ai thì không biết được. Kẻ này rốt cuộc là ai, sao lại có kỹ năng kinh khủng đến vậy? Thánh Thiên Ma Đế chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy sởn gai ốc. Kẻ này tuyệt đối là một vị thần thánh siêu việt, cường đại hơn cả chúng ta, những tiên thiên thần linh không phải là tồn tại mà chúng ta có thể chạm đến. Khi đã rơi vào kế hoạch của kẻ này, chúng ta chỉ còn cách làm theo, dù sao cũng tốt hơn là bị giết trước khi quay trở lại thiên nguyên giới. Thiên Tà thần nói với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng không hề bình tĩnh. Tuy nhiên, hắn nhất định phải chiếm lấy đại thế giới này. Hỡi các ma đế, các ma hoàng, hãy xuất lĩnh tộc nhân của mình bắt đầu chiếm lấy đại thế giới này. Giọng nói của Thiên Tà thần vang lên, vô số phương chu lao vào đại thế giới. Ma khí vô biên bắt đầu từ rìa đại thế giới, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Đại thiên thế giới, mênh mông vô tận, vạn tộc san sát, đây là trung tâm của lục địa vị diện, được tạo thành từ vô số lục địa, kết nối với nhiều lục địa của các vị diện thấp hơn. Đã hàng vạn năm trôi qua kể từ đại kiếp nạn giữa đại thiên thế giới và tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới đã dần hồi phục từ tình trạng hoang tàn ban đầu. Mặc dù không còn như thời kỳ đỉnh cao, nhưng cũng không phải là cảnh tượng tan hoang sau đại kiếp nạn. Kể từ trận chiến kinh hoàng giữa đại thiên thế giới và tiểu thiên thế giới, cả hai đều bị tàn phá nặng nề, suýt chút nữa sụp đổ hoàn toàn. Tuy nhiên, chỉ cần thương khung chi tâm của thế giới này còn tồn tại, nó sẽ dần hồi phục theo thời gian. Đại thiên thế giới, Bắc Hoang đại lục, nằm ở khu vực trung tâm của đại thiên thế giới, là một trong số ít siêu đại lục trong vô số lục địa của đại thiên thế giới. Kể từ khi đại kiếp nạn giữa đại thiên thế giới và tiểu thiên thế giới xảy ra, thế giới vỡ nát, vô số lục địa phân bố khắp nơi trong đại thiên thế giới, to nhỏ khác nhau, quần tinh lóng lánh. Bắc Hoang đại lục là một trong những siêu đại lục có diện tích rộng lớn nhất. Do vị trí địa lý và diện tích rộng lớn, cùng với nguồn tài nguyên phong phú, Bắc Hoang đại lục đã thu hút vô số cường giả tranh giành từ khi đại thiên thế giới ra đời. Trải qua hàng chục vạn năm tranh bá giữa các thế lực lớn nhỏ không ngừng bị tiêu diệt, cũng lại có các thế lực lớn nhỏ không ngừng quật khởi. Cho đến nay, chỉ còn lại ba thế lực bá chủ trên Bắc Hoang đại lục tranh đoạt địa vị thống trị tuyệt đối của lục địa này. Ba thế lực bá chủ này theo thứ tự là Diệp Thị Nhất Tộc, Triệu Thị Nhất Tộc và Lý Thị Nhất Tộc. Sau hàng ngàn năm tranh đấu, ba thế lực bá chủ này cuối cùng đã có kết quả. Đó là Diệp Thị Nhất Tộc đã trở thành kẻ thống trị mạnh nhất trên Bắc Hoang đại lục. Triệu Thị Nhất Tộc và Lý Thị Nhất Tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thị Nhất Tộc đi lên đỉnh cao của Bắc Hoang đại lục. Đêm đến, bầu trời đầy sao lấp lánh. Tinh quang sáng ngời của các quần tinh chiếu xuống, tô điểm cho màn đêm đen tối của Bắc Hoang đại lục bằng những tia sáng lấp lánh. Trên lãnh địa của Diệp Thị Nhất Tộc, một thân ảnh đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, tắm mình trong tinh quang, có vẻ dị thường và thần thánh vô cùng. Thân ảnh này là một nam tử tuấn tú, khoác lên mình bộ trường bào màu trắng, nhắm nghiền đôi mắt, quanh thân không ngừng toát ra những quang đoàn màu vàng tím như muốn ngưng tụ thành thực thể, hiển hóa thế gian, bất hủ bất diệt, khí tức cổ xưa mênh mông lan tỏa ra từ đó. Đây chính là bất hủ bản nguyên thuần túy nhất và đây chính là bất hủ chi lực. Rõ ràng, nam tử này đang thi triển bất hủ chi lực để tu luyện. Bỗng nhiên, nam tử mở bừng mắt, bất hủ chi lực quanh thân tựa như hóa thành dòng nước chảy quanh thân, chấn động nhẹ hư không xung quanh, tạo nên từng gợn sóng. Đã hàng trăm năm trôi qua, kể từ khi đột phá đến thánh phẩm đỉnh phong, tại sao lại không có dấu hiệu đột phá lần nữa? Chẳng lẽ thánh phẩm chi lộ là điểm đến cuối cùng của tu luyện giả? Diệp Thiên, phải chăng từ khi ngươi đột phá tu vi lên thánh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, ngươi không thể nào nâng cao thêm một tia thực lực? Lúc này, một nam nhân trung niên mặc y phục màu đen, thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng lại là một vị có thực lực bất phàm. Đúng vậy, bất tử đại trưởng lão có biết bí mật gì trong đó không? Nghe tiếng nói sau lưng truyền đến, Diệp Thiên lập tức quay người đi vào. Vị nam nhân trung niên mặc y phục đen nhìn Diệp Thiên mỉm cười nói, đó là bởi vì thánh phẩm chi lộ là đỉnh phong của đại thiên thế giới hiện nay, nhưng trên đỉnh phong này còn có một vùng đất mới rộng lớn hơn, muốn đột phá thánh phẩm đỉnh phong cần phải có một cơ duyên. Cơ duyên? Là cơ duyên gì? Diệp Thiên nghe vậy có chút không hiểu ý tứ trong đó. Cơ duyên này chính là ý chí của thế giới, chỉ cần ngươi cảm ứng được ý chí của đại thiên thế giới này, triệu hoán thương khung bảng, khắc tên mình lên bảng, ngươi sẽ có được vĩ lực của đại thiên thế giới, siêu thoát thánh phẩm.
Nam nhân trung niên mặc y phục đen nói, giọng điệu trở nên trầm trọng, dường như muốn triệu hoán Thương Khung Bảng không phải là chuyện dễ dàng. Ý chí của thế giới, Thương Khung Bảng, siêu việt thánh phẩm, Diệp Thiên thầm nhầm trong lòng, những tin tức về lục địa mới này khiến cho vị đệ nhất cường giả Bắc Hoang Đại Lục như hắn cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Sau đó, hắn nhắm chặt mắt, giải phóng toàn bộ linh lực của mình, bắt đầu quét dò ý chí thế giới mà vừa nói đến. Tuy nhiên, khi Diệp Thiên cảm nhận ý chí thế giới này, hắn vẫn không cảm nhận được cái gọi là ý chí thế giới, chỉ có điều động linh lực trong phiến thiên địa này mà thôi. Sau khi Diệp Thiên cảm nhận thế nào cũng không có kết quả, hắn mở mắt ra, vô cùng khó hiểu nói, bất tử đại trưởng lão, ta đã toàn lực thúc đẩy linh lực của bản thân, vẫn không cảm nhận được ý chí thế giới mà ngài nói. Vị nam nhân trung niên mặc y phục đen mỉm cười nói, đó là bởi vì, cảnh giới tu vi của ngươi chưa đạt đến ngưỡng cửa đó, tuy rằng ngươi đã đạt đến thánh phẩm đỉnh phong, nhưng vẫn còn một khoảng cách với cực hạn của thánh phẩm. Đúng rồi, một tháng sau, Bất Hủ Sơn sẽ mở ra, trong đó ngươi có thể có được một số cơ duyên, thậm chí có thể giúp ngươi có được cơ duyên siêu việt trên thánh phẩm. Nghe vậy, trong mắt Diệp Thiên lóe lên quang mang kiên định, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bất Hủ Sơn, Diệp Thiên ta nhất định sẽ ở đó, siêu việt trên thánh phẩm. Một tháng sau, lãnh địa của Diệp Thị nhất tộc là một tiểu thế giới, được khai mở trong không gian của Bắc Hoang Đại Lục, là thế lực bá chủ đứng đầu trong ba thế lực bá chủ của Bắc Hoang Đại Lục. Ngay cả Triệu Thị nhất tộc và Lý Thị nhất tộc cũng bị Diệp Thiên nhất tộc áp đảo. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Audio Chuyện Đông Hua. Có thể tưởng tượng nội tình tiềm tàng của Diệp Thị nhất tộc cường đại đến mức nào, việc khai mở tiểu thế giới trong không gian cũng chẳng là gì. Lúc này, trên một quảng trường rộng lớn được xây dựng bằng bạch ngọc, các thiên kiêu trẻ tuổi của Diệp Thị nhất tộc tụ tập, có đến hàng chục người, Diệp Thiên là một trong số đó. Hàng chục người chia thành từng nhóm nhỏ, Diệp Thiên cũng có một nhóm nhỏ. Diệp Thiên đứng giữa đám người, khí chất bất phàm, tự có một phong thái riêng. So với trước đây, đã có một sự thay đổi sâu sắc hơn, lờ mờ có khí thế hạc giữa bầy gà, khiến các trưởng lão trong Diệp Thị nhất tộc liên tục nhìn ngắm, bởi vì trong Diệp Thị nhất tộc của họ lại xuất hiện một thiên tài trong số các thiên tài như Diệp Thiên. Cảm nhận được khí tức cường đại mênh mông toát ra từ Diệp Thiên, đệ nhất cường giả Bắc Hoang Đại Lục, ngay cả các trưởng lão cũng vô cùng kiêng dè. Mặc dù các trưởng lão trong Diệp Thị nhất tộc có tuổi cao hơn Diệp Thiên và những người trẻ tuổi khác, nhưng nếu xét về thực lực, Diệp Thiên chính là người đứng đầu Diệp Thị nhất tộc. Không ngờ tiểu tử này giờ đây đã trưởng thành đến mức này rồi, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Bất Tử là đại trưởng lão trong số các trưởng lão, tu vi và thực lực hiển nhiên là mạnh nhất trong số các trưởng lão. Nhưng ngay cả Bất Tử đại trưởng lão khi cảm nhận được khí tức toát ra từ Diệp Thiên, thì cũng phải dè chừng một chút. Diệp Thiên nhắm mắt điều tức, khí tức hiên ngang giữa thiên địa, bất vi sở động. Vài vị trưởng lão râu tóc bạc phơ thấy vậy, không khỏi gật đầu hài lòng, thầm nghĩ, khí tức thuần hậu, tâm cảnh lại bất phàm, so với trước đây, thay đổi lại lớn đến vậy. Chỉ sợ không lâu nữa trong số các thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng sẽ trở thành một nhân vật truyền kỳ. Cứ xem Diệp Thiên thể hiện ra sao trong Bất Hủ Sơn lần này, nếu biểu hiện xuất sắc, thậm chí có khả năng cảm ứng được cơ duyên đó, trở thành một tồn tại cường đại hơn cả thánh phẩm. Khí trời thanh linh, sảng khoái tràn ngập, linh lực nồng đậm, là siêu đại lục trên đại thiên thế giới, Bắc Hoang Đại Lục có linh lực vượt xa tưởng tượng của các đại lục khác. Bất Hủ Sơn, tọa lạc tại trung tâm Bắc Hoang Đại Lục, cũng được mệnh danh là ngọn núi đệ nhất thiên hạ. Lúc này, dưới chân Bất Hủ Sơn đã chật kín cường giả, khí thế hùng hồn bao trùm toàn bộ ngọn núi. Vẻ uy nghi hùng vĩ, cao ngút trời, khí tức cổ xưa mênh mông tỏa ra từ Bất Hủ Sơn, tựa hồ vĩnh viễn không phai mờ, trường tồn vĩnh cửu. Truyền thuyết kể rằng, Bắc Hoang Đại Lục sở dĩ có thể bảo tồn được trong đại kiếp nạn giữa đại thiên thế giới và tiểu thiên thế giới, là nhờ vào sự tồn tại của Bất Hủ Sơn, đủ thấy sự vĩ đại và thiêng liêng của Bất Hủ Sơn. Bất Hủ Sơn. Nhìn ngắm Bất Hủ Sơn này, các thiên tài của Diệp Thị nhất tộc đều tràn đầy lòng kính trọng và khao khát sâu sắc. Ngay cả những vị thiên chí tôn đứng trên đỉnh cao thế giới và không màng danh lợi cũng không ngoại lệ. Bởi vì Bất Hủ Sơn này là một trong số ít những ngọn núi còn sót lại đến ngày nay và vẫn còn tồn tại, dù cách rất xa, mọi người vẫn có thể cảm nhận được uy năng vô biên của nó. Kể từ sau đại kiếp nạn giữa đại thiên thế giới và tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới còn lưu lại rất nhiều di tích của thời đại đó, vô số truyền thừa và thần khí, thần vật giải rác khắp nơi. Và trong thời đại ngày nay, nhiều cường giả tuyệt thế đều là nhờ có được những di vật truyền thừa này, liên tục gặp được kỳ ngộ mà mới có thể một bước trở thành cường giả tuyệt thế. Như Viêm Lôi Cung mới được thành lập gần đây, tu luyện theo Viêm Lôi Kinh, với lực lượng viêm lôi uy chấn đại thiên thế giới, được tôn xưng là Viêm Lôi Tôn giả. Còn có Thiên Trận lão nhân, chỉ với một ấn quyết là có thể tạo ra một thế giới, lấy linh trận chi đạo mà đứng trên đỉnh phong của đại thiên thế giới, cùng với vô số cường giả tuyệt thế khác, phần lớn ít nhiều đều có được di sản của thời đại đó. Mặc dù thời đại đó đã trải qua đại kiếp nạn diệt thế, nhưng đối với hậu nhân, đó chẳng phải là cơ duyên hay sao? Tuy nhiên, sau hàng vạn năm khám phá của hậu nhân, hầu hết các di tích và truyền thừa đều đã được khám phá gần hết, ở Bắc Hoang Đại Lục cũng vậy. Những di tích còn lưu lại đến nay, không gì khác, ngoài những truyền thừa kinh thiên động địa, tương truyền có liên quan đến chúa tể của thời đại đó. Bất Hủ Sơn cũng được đồn là có liên quan đến chúa tể của thời đại đó.
còn chúa tể của thời đại đó là ai, có những trải nghiệm gì, có những truyền thuyết vĩ đại nào do sự đứt gãy văn minh, đại kiếp nạn của thời đại đó gây ra nên hậu nhân như họ cũng không biết. Chỉ biết rằng chúa tể đó là một trong những người mạnh nhất thời đại, được người đời gọi là bất tử chi chủ. Mà bất hủ chi lực mà chúa tể đó nắm giữ, bất hủ chi lực là một lực lượng độc đáo chứa đựng ý chí bất tử giữa thiên địa này, bí ẩn khó lường, bá đạo vô song. Bên trong ngọn núi bất hủ sơn này ẩn chứa một lượng lớn bất hủ chi lực, rất nhiều vật phẩm bên trong như thần khí, bảo vật đều ẩn chứa ý chí bất hủ, khiến cho mọi vật phẩm ở đây đều chân quý vô cùng, ngay cả những thứ cấp thấp nhất cũng khiến cửu phẩm chí tôn và địa chí tôn vô cùng kinh hãi. Còn đối với những thứ quý giá hơn, đó là thứ mà ngay cả thiên chí tôn cũng tranh giành. Tất cả những điều này đều khiến cho tất cả cường giả trong đại thiên thế giới trở nên điên cuồng. Quan trọng hơn, bí mật sâu kín nhất của bất hủ sơn vẫn chưa được giải mã. Hôm nay chính là thời điểm bất hủ sơn mở ra, gần như tất cả các thế lực, tất cả cường giả của Bắc Hoang đại lục đều tập trung tại đây. Mau nhìn, Thiên Huyền đạo nhân cư nhiên đến rồi, nghe nói lão đã không hiện thân trong hàng trăm năm rồi. Thật vậy, đó chính là vị cường giả siêu cấp đã đặt chân đến thánh phẩm, Thiên Huyền đạo nhân. Còn có tông chủ Vô Ảnh Tông, Vô Ảnh tông chủ đã đột phá tiên phẩm thiên chí tôn hàng trăm năm trước, giờ đây không biết đã đạt đến cảnh giới nào, vậy mà cũng giáng lâm bất hủ sơn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Audio Chuyện Đông Hua. Người bên cạnh lão hẳn là thiếu gia của Vô Ảnh Tông, nghe đồn hàng chục năm trước hắn đã là cửu phẩm chí tôn, từ lâu đã có thể đột phá địa chí tôn, nhưng hắn đã chọn không đột phá mà áp chế đến nay chính là vì bất hủ sơn lần này. Chưa hết, còn có Hỏa Long tôn giả, thậm chí cả siêu cường của ma thú tộc trong đại thiên thế giới cũng xuất hiện. Trăm ngàn năm nay, những thiên chí tôn vốn dĩ khó gặp nay lại lần lượt xuất hiện, khiến mọi người đều chú ý, mặt lộ vẻ kinh ngạc, xôn xao bàn tán. Sự hấp dẫn của bất hủ sơn quả nhiên đáng sợ, mỗi lần bất hủ sơn mở ra đều là một trong những thịnh hội lớn nhất của Bắc Hoang đại lục chúng ta, hầu hết các bá chủ, cường giả của Bắc Hoang đại lục chúng ta sẽ đều xuất hiện. Đúng vậy, không biết người của ba thế lực bá chủ thống trị Bắc Hoang đại lục sẽ đến khi nào, nếu họ không đến, chúng ta cũng không thể tiến vào. Dưới chân bất hủ sơn, ánh sáng vàng kim tỏa ra, mọi người có thể cảm nhận được từ trong ánh sáng đó, một uy năng hiên ngang giữa dòng thời gian, hư không run rẩy, như có một vị tồn tại vĩ đại nào đó giáng lâm. Bỗng nhiên, thiên địa quang minh đại phóng, quang huy vô tận chói lọi, những cường giả dưới thiên chí tôn vô thức nhắm mắt lại. Là ai? Trong ánh sáng đó, uy áp mênh mông xuất hiện, ánh sáng tan đi, mọi người mở mắt ra, trong mắt như có hỏa mang phẫn nộ, nhưng khi nhìn thấy đám người ở cuối uy áp, hỏa mang giận dữ dần thu liễm, thay vào đó là vẻ mặt e dè. Ánh sáng vô tận tan đi, một nhóm người khí thế như trẻ tre, một thân ảnh sừng sững giữa hư không. Họ bao phủ trong thánh quang, khí tức phán xét của quang minh mênh mông, không che giấu thêm, giống như chấp pháp giả giữa thiên địa, khiến mọi người e dè sợ hãi. Ngay cả Vô Ảnh tông chủ hay Hỏa Long tôn giả, những thiên chí tôn cường đại như vậy cũng vô cùng e dè, sắc mặt ngưng trọng nhìn bóng người này. Lý Thị Nhất Tộc. Lý Thị Nhất Tộc là một trong ba thế lực bá chủ của Bắc Hoang đại lục, không hề thua kém hai thế lực bá chủ khác của Bắc Hoang đại lục. Nhưng sau đó, do một vị thiên tài tuyệt thế của Diệp Thị Nhất Tộc xuất hiện, cũng đã thay đổi thế cân bằng vốn được duy trì trong gần vài nghìn năm của ba thế lực bá chủ. Truyền rằng, Lý Thị Nhất Tộc được thành lập bởi một vị cường giả thánh phẩm của Lý Thị Nhất Tộc hàng nghìn năm về trước, và kế thừa chính là Vô Tận Quang Minh Thể. Vô Tận Quang Minh Thể là một trong những nguyên thủy pháp thân. Cũng chính vì thu được lực lượng nguyên thủy pháp thân của Vô Tận Quang Minh Thể, Lý Thị Nhất Tộc mới tồn tại gần vài nghìn năm mà không bị sụp đổ, trở thành một trong ba thế lực bá chủ của Bắc Hoang đại lục. Là người của Lý Thị Nhất Tộc đến rồi, tránh xa một chút, người của Lý Thị Nhất Tộc luôn bá đạo, sở hữu Vô Tận Quang Minh Thể, không phải là nhân vật mà chúng ta có thể chạm vào. Trong số các đệ tử trẻ tuổi, nam tử đi đầu hẳn là thánh tử của Lý Thị Nhất Tộc đời này, Lý Quyết. Không sai, nghe đồn, hắn được tộc trưởng Lý Thị Nhất Tộc công nhận, cho phép hắn tiến vào cấm địa của Lý Thị Nhất Tộc để rèn luyện, đồng thời cũng chuyển thừa lực lượng nguyên thủy pháp thân của Vô Tận Quang Minh Thể. Lý Quyết là một nam tử tuấn tú phi thường, quanh thân tỏa ra ánh sáng thiêng liêng, khoác lên mình bộ trường bào trắng tinh khôi, đứng khoanh tay, nhìn về phía bất hủ sơn với ánh mắt khinh thường, không hề quan tâm đến lời nghị luận của mọi người. Sự xuất hiện của hắn đã khiến cho Vô Ảnh công tử, vốn rạng rỡ trước đây trở nên lu mờ, chẳng khác nào những vì sao không rực rỡ dưới ánh mặt trời.